Stephen Pruitt, ông vua chỉnh sửa trên nền tảng Wikipedia. Wikipedia là trang bách khoa toàn thư trực tuyến lớn nhất trên thế giới. Người đóng góp tư liệu cho kho tàng tri thức khổng lồ này chính là những tác giả thầm lặng. Trong đó có một số người cũng rất nổi tiếng, mà tiêu biểu là Stephen Pruitt. Anh chàng này đã thầm lặng thực hiện hơn 3 triệu lượt chỉnh sửa và là tác giả của hơn 35.000 bài viết trên Wikipedia, đóng góp 1/3 nội dung bằng tiếng Anh trên nền tảng này. Thậm chí anh còn từng được tạp chí Time bình chọn là một trong 25 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới nhờ công việc thầm lặng này. Cơ chế đóng góp nội dung của Wikipedia. Wikipedia được chính thức ra mắt lần đầu tiên vào năm 2001 từ trang web tiền nhiệm là Nupedia. Khi Nupedia gặp khó khăn, hai nhà sáng lập là Jimmy Wales và Larry Sanger đã chuyển hướng sang thiết kế một từ điển bách khoa mở và kêu gọi sự góp sức từ cộng đồng. Chỉ trong vòng 4 năm, trang Wikipedia tiếng Anh đã có hơn 750.000 bài viết với đủ các thể loại khác nhau. Kể từ đó, website này không còn là một phần mềm thử nghiệm nữa, mà đã thực sự trở nên phổ biến. Bách khoa toàn thư Wikipedia gần như đã trở thành một biểu tượng của Internet trong suốt 20 năm tồn tại của mình. Nó hiện đang là một trong những trang từ điển bách khoa được nhiều người truy cập nhất trên thế giới. Và vì bản chất mở cho nên ai cũng có thể tham gia biên tập, tạo mới hoặc chỉnh sửa nội dung trên website này. Theo như những gì Wikipedia nhận định về chính mình, thì Wikipedia được viết dưới sự cộng tác của những người sử dụng nó. Hàng vạn con người đều đã và đang góp phần cải thiện Wikipedia, đưa ra những thay đổi mỗi giờ. Tất cả những thay đổi đều được lưu lại trong lịch sử bài viết hay những thay đổi gần đây. Vào mùa thu năm 2006, Jimmy Wales có một bài thuyết trình để kêu gọi thành viên Wikipedia hãy tập trung vào chất lượng bài viết, chứ không phải là số lượng. Theo một thống kê, trang web này hiện có khoảng 55 triệu bài viết bằng hơn 300 ngôn ngữ khác nhau. Mỗi tháng, có tới 1,5 tỷ thiết bị truy cập vào Wikipedia và 280.000 biên tập viên đóng góp nội dung cho trang web. Vì tính chất cập nhật liên tục và ai đăng nhập cũng có thể chỉnh sửa, nên có những thay đổi chắc chắn sẽ không kiểm duyệt được hết, hoặc những người khác không đủ kiến thức chuyên môn, nên một người có thể trích một đoạn trong nguồn rồi diễn giải theo ý của mình mà không nhắc gì đến đoạn văn trước đó, hoặc tệ hơn là đưa ra những thông tin không ghi nguồn cụ thể. Những thông tin này rồi lại được những người xem sau trích dẫn như một tư liệu xác thực, gây ra những hiểu lầm đáng tiếc. Tuy vậy, nói Wikipedia không đáng để trích dẫn thông tin thì cũng là không đúng. Vì mặc dù là một thư viện mở, nhưng Wiki có những chính sách về viết bài chỉnh sửa khá là chặt chẽ để đảm bảo mang lại kiến thức chính xác nhất có thể cho người xem. Nguồn cảm hứng cho công việc chỉnh sửa. Stephen Pruitt sinh ngày 17 tháng 4 năm 1984 tại San Antonio, Texas, Hoa Kỳ. Mẹ anh là Ella Pruitt, một người Do Thái sinh ra ở Nga, nhập cư nước Mỹ năm 1979. Cha anh là Donald Pruitt, giáo sư đại học ở bang Virginia của Mỹ, thành thạo 5 thứ tiếng Nga, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Ý, cùng là giáo viên dạy tiếng Nga trong cơ sở không quân Lackland ở San Antonio, Texas. Hai người đã đưa người con trai độc nhất của mình thấm đẫm trong nhạc kịch, văn học và mỹ thuật. Lớn lên, Pruitt luôn khao khát tìm đọc văn học cổ điển cũng như các tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie và Gail Marsh. Pruitt tốt nghiệp trường St. Stephen's and St. Agnes School vào năm 2002. Stephen Pruitt biết đến Wikipedia khi anh còn đang là sinh viên tại trường cao đẳng William and Mary. Anh bị ám ảnh sâu sắc bởi lịch sử và tình yêu với opera đã trở thành nguồn cảm hứng cho cái tên mà anh sử dụng trên Wikipedia. Sir Amantio di Nicolao, một vai nhỏ trong vở opera Gianni Schicchi của Giacomo Puccini. Từ đó, mỗi khi rảnh rỗi, Stephen bắt đầu dành phần lớn thời gian để chỉnh sửa nội dung trên Wikipedia với các chủ đề liên quan đến nhân văn, nghệ thuật và lịch sử. Anh cũng tham gia chỉnh sửa các bài viết trong chủ đề khoa học, toán học và thể thao. Đặc biệt, Pruitt còn quan tâm đến lĩnh vực địa lý ít người biết đến. Bài viết đầu tiên của anh là vào mùa hè năm 2004, khi anh đang là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành lịch sử nghệ thuật tại Đại học William & Mary. Nội dung bài viết nói về Peter Francisco, ông tổ sáu đời của anh, một người yêu nước Mỹ với gốc gác Bồ Đào Nha, chính là người hùng trong cuộc chiến tranh cách mạng Mỹ, thường được biết đến với cái tên Người Khổng Lồ Virginia. Stephen nói,
tôi luôn bị cuốn hút bởi những cuốn bách khoa toàn thư. Tôi thích viết lách và Wikipedia là một cách hay để tiếp tục thực hành và sử dụng tài năng của tôi một cách hiệu quả. Các bài báo tôi viết đã được dịch sang tiếng Đức, Nga, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Na Uy, có thể cả Nhật Bản. Tôi từng nghĩ rằng thật khó tin khi một người đứng sau một chiếc máy tính có thể gây ảnh hưởng to lớn đối với thế giới thông tin đến như vậy. Steven cho biết, anh luôn sống đúng với sở thích của mình, dù từng bị bố mẹ tỏ thái độ phản đối về công việc không chính thức mà anh đang làm với Wikipedia. Họ cho rằng anh thật điên rồ khi dành khoảng 3 giờ với trung bình 540 lượt chỉnh sửa mỗi ngày trong vòng hơn 13 năm qua để biên tập các nội dung trên đó, từ sửa lỗi chính tả đến thay đổi nội dung trong đó. Tuy nhiên, đây mới là công việc mà anh thực sự đam mê. Kỷ lục trên Wikipedia. Pruitt tự coi mình là một wiki genome, có nghĩa là một người dùng wiki thực hiện các chỉnh sửa hữu ích mà không gây sự chú ý. Kể từ năm 2007, trang Wikipedia tiếng Anh của Steven Pruitt đã nhận được hơn 495.502 lượt xem. Tính đến thời điểm hiện tại, Steven Pruitt là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn với gần 3 triệu chỉnh sửa và 35.000 bài viết gốc. Trong khi đó, người biên tập ở vị trí thứ hai kém Steven tới khoảng 900.000 lượt chỉnh sửa. Steven Pruitt chủ yếu đọc sách và tạp chí khoa học theo chủ đề cụ thể trước khi chỉnh sửa một nguồn tài liệu nào đó, nhưng đôi khi anh cũng xem xét nhiều nguồn khác nhau hay tận dụng các nguồn uy tín trên Internet. Steven Pruitt chia sẻ rằng có những công cụ có sẵn trên Wikipedia giúp công việc của anh dễ dàng hơn nhiều. Ví dụ như anh đang sử dụng AutoWiki Browser để đặt liên kết tự động cho chỉnh sửa. Nếu kết nối Internet của anh ổn định, Steven Pruitt có thể tạo ra tới vài trăm bài báo mới trong một giờ mà bình thường có thể mất hàng tháng. Ngoài ra, còn có các công cụ giúp sửa lỗi chính tả và ngữ pháp hoặc liên kết bản đồ đến những địa điểm được đề cập trong bài báo. Nhưng trong tương lai, Steven Pruitt muốn có thêm nhiều công cụ từ Wikipedia để xác định và chỉnh sửa các bài viết xấu. Pruitt được chú ý không chỉ ở khối lượng lớn bài viết và lượt chỉnh sửa trên Wikipedia, mà còn vì những mục tiêu mà anh theo đuổi. Nhận thấy số lượng bài viết về phụ nữ chỉ vỏn vẹn có 15% trong tổng số bài viết về tiểu sử trên Wikipedia, anh đã chống lại sự thiên vị có chủ đích và sự bất bình đẳng giới này bằng cách tham gia vào dự án Women in Red, tạm dịch là những phụ nữ viết bằng chữ đỏ. Chữ đỏ ở đây là nhằm đề cao mục tiêu chuyển các đường liên kết màu đỏ sang màu xanh dương bằng cách bổ sung các bài viết về những phụ nữ thành đạt. Theo đó, Pruitt đã viết 600 bài về 212 phụ nữ có ảnh hưởng. Kết quả là trong hơn 2 năm vừa qua, số lượng bài viết về tiểu sử của phụ nữ trên Wikipedia từ 15% tăng lên đến 18% khi có đến hơn 2.000 bài báo mới được đăng tải. Trong quá trình thực hiện chỉnh sửa, Pruitt đã học được những điều thú vị về Hiệp hội Hải đăng Hoa Kỳ, nhân vật trong Kinh Thánh của Omar, nhà soạn nhạc Margaret Bonds, nhóm nghệ sĩ Nigeria, Ensuka, các xã Martinique của Pháp, lịch sử Virginia, lịch sử Hoa Kỳ và lịch sử thế giới. Với mức độ tiếp cận thông tin dày đặc như vậy giúp cho Pruitt tự hoàn thiện bản thân hơn. Bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé. Một con người bình thường. Điều đáng nói ở đây là biên tập và viết bài trên Wikipedia nhiều như vậy, nhưng Steven lại không kiếm được chút tiền nào từ công việc này. Steven Pruitt cũng không bận tâm vì đây là một công việc yêu thích của anh. Năm 2017, Pruitt đã được tạp chí Time bình chọn là một trong 25 người có ảnh hưởng nhất trên Internet, bên cạnh nhà văn J.K. Rowling, Tổng thống Mỹ Donald Trump và ngôi sao truyền hình thực tế của Mỹ Kim Kardashian. Tờ Time cũng công nhận những nỗ lực của Pruitt trong việc chống lại sự bất bình đẳng giới trên Wikipedia, cùng với những đóng góp của anh nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc điều hành Wikipedia thông qua sự cải thiện tổ chức và cách thức làm việc. Hiện bách khoa toàn thư trực tuyến này có hơn 5,7 triệu bài viết ở phiên bản tiếng Anh và hàng triệu bài dịch ở các ngôn ngữ khác được đăng bởi các tình nguyện viên trực tuyến. Pruitt là một trong khoảng 500 nhà quản trị có quyền chặn người dùng và xóa trang. Lý giải cho các bài viết dài và tỉ mỉ của mình trên Wikipedia, Pruitt tiết lộ chính lịch sử của gia đình đã tạo cho anh lối viết văn tường thuật riêng biệt. Ý tưởng chia sẻ thông tin một cách miễn phí luôn khiến tôi hứng thú. Mẹ tôi từng lớn lên ở Liên Xô, vì vậy tôi càng ý thức được rằng
mình nên khiến kiến thức trở nên miễn phí. Pruitt trả lời CBS, hiện tại anh chàng này đang sống cùng cha mẹ trong ngôi nhà từ thời thơ ấu. Nói về niềm đam mê thứ hai sau công việc tại Wikipedia, anh đang tham gia dàn hợp xướng Capitol Hill Choral ở vị trí giọng nam cao được hơn 10 năm. Công việc ngoài đời của Steven cũng liên quan đến nghiên cứu. Anh đang làm chuyên gia quản lý hồ sơ và thông tin RIM tại Hải quan và Bảo vệ biên giới CBP. Trước đây, Brett từng là chuyên gia phân tích dữ liệu bất động sản hỗ trợ bộ phận cho thuê bất động sản của TSA. Công việc của anh là cung cấp xác minh và xác nhận hợp đồng thuê và giải quyết các sai lệch khi cần thiết. Anh cũng từng là nhà phân tích quản lý tại văn phòng hành chính của các tòa án Hoa Kỳ ở Washington, D.C. Mặc dù dành hầu hết thời giờ để ngồi trước màn hình vi tính, nhưng Brett hoàn toàn không xa lánh xã hội bên ngoài. Bạn bè của Brett cho biết anh rất là dễ gần, thoải mái, chân thật và thích phiêu lưu mạo hiểm. Cậu ấy quan tâm một cách mãnh liệt đến việc phổ biến kiến thức. Mỗi khi biết được một điều gì mới, cậu ấy đều thông tin ngay với mọi người. Người bạn học cùng với Brett thổ lộ. Những lần kiệt sức. Đôi khi Steven Brett cũng có những khoảnh khắc ngắn ngủi và tự hỏi bản thân, tại sao tôi lại làm điều này? Nhưng sau đó, anh ấy xem lại tất cả các bài báo trước đây của mình và tìm thấy được động lực. Để giữ cho nhiều người trẻ tuổi quan tâm đến Wikipedia nhất có thể, Steven Brett còn dạy các tác giả trẻ cách chỉnh sửa các bài viết trên Wikipedia. Steven Brett nói, Wikipedia đang thay đổi thế giới, nó cho tôi cơ hội để thay đổi thế giới và những người khác cũng như tôi. Bất cứ ai, ở bất kỳ đâu đều có thể có được sức mạnh đó và nó được phóng đại lên rất nhiều vì điều đó. Bên cạnh việc chỉnh sửa nội dung, Wikipedia còn là một nơi để các thành viên giao tiếp với nhau. Wikipedia vừa là một sản phẩm, vừa là một tập hợp những quy trình xã hội với hàng triệu lượt tương tác của các thành viên và hầu hết những người đó đều chưa từng gặp nhau ngoài đời. Nếu không có đám đông này, Wikipedia sẽ nhanh chóng suy tàn. Nhà báo và phó chủ tịch phụ trách truyền thông của Wikipedia, bà Kay Kinyanti nhận xét, Wikipedia sẽ không tồn tại nếu không có sự cống hiến của các biên tập viên tình nguyện. Những người như Steven Brett đóng vai trò cực kỳ quan trọng với nền tảng này. Sự tâm huyết của họ đã giúp tạo ra kiến thức có ích cho mọi người. Có 6.000 người trên thế giới truy cập Wikipedia mỗi giây, điều đó khiến cho các biên tập viên cảm thấy có trách nhiệm hơn với việc đóng góp nội dung chuẩn xác và đa dạng. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!